Rồi bữa nay Thọ Sương cũng qua chợ Chợ Vách để mua đồ đó nha bà con. Bữa nay đi xem đó nha. Vô chợ đó. Đi chợ. Sẵn dịp với Thảo Sương cũng qua sửa cái đồng hồ của Thảo Sương để coi giờ luôn bà con. Thay đổi chợ. Đó, bữa nay là chợ này là chợ Chợ Vích, là huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó. Thì bữa nay mình qua chợ Chợ Vích ha. Qua chợ sửa đồng hồ á. Đâu rồi? Chủ đâu rồi? Không có tiêu rồi. Có chủ sửa đồng hồ đâu anh? Để nó lễ, nó lễ. Biết chú anh chị thì bữa nay Bình cùng với cô Thảo Sương đi chợ Chợ Vích ha. Mỗi ngày thì Bình cũng đi chợ Phú Tâm. Thì bữa nay thì Bình rồi Thảo Sương cũng đi vô mua đồ đó bà con. Mình cũng xin phép là dắt bà con vô chợ Chợ Vích cùng với Bình và cô Thảo Sương nha. Thì cô Thảo Sương không biết có mua đồ gì đây. Thì quý bà con thì cũng rất là đông mà không biết có biết đến là idol Thảo Sương này không ha. Quý quen hoài luôn vậy. Mua gì chả chơi mà không? Chọc uột luôn. Chắc là cũng mua rất là nhiều người quen biết ha. Mua cá đó chiến ngon lắm nha. Mua xả ớt đó. 160 rồi. Dễ, thế ai lắm hả? Tham hộ tên AC đó. Câu xa tiếng si thay đổi hoài. Đó chứ chơi xin lên sao nó nhầm ớt. Gì? Sao nữa? Quá tế vậy? Hay là cái này mình cũng lên. Không hỏi tiếng AC đó. Ngồi xin. Bẹt nó sao chơi chẳng hả? Mua cái gì ăn? Nó cái chặt này, cái chặt quế này cũng ngon lắm, chiên ngon lắm. Chiên mà chiên cho nó giòn ha. Đúng rồi. Ai bán cái chặt này vậy? Ăn cái gì đây? Mình hỏi đi, cái chặt sống rồi. Ký nhiêu vậy Trân? Một cá ha. Ký nhiêu vậy? Lại đó. Cái chặt biển ha. Bạch sợt. Kỳ luật luôn. Hốc sập. Hốc sập vô mà ký mến á. Mến á. Tình mà cru cru mà hơi luật chẳng chơi chai nhọc đó. Trả giá dữ ha, với chú anh chị. Thì học xong chụp ảnh bán phải em đọc với chồng mạng tiếp. Mua cái gì cô Thảo Sương? Mua khô cá chả, mua cá chạch đem đi làm chiên. Cá chạch. Đây vì cô chú anh chị thì cô Thảo Sương mua cá chạch ha. Cá chạch rồi. Hay lắm con. Hay nó luôn cô ơi. Thì dư nó chuẩn bị tất. Lúc đấy bà. Hai cái nó sắp lắm. Ai? Bữa nay chị bán. Nó tới chơi sờ động vui á. Bán cá chơi sờ động vui lắm. Rất là vui ha. Liệu vui vậy nè. Thảo Sương liệu thì cũng quý bà con này cũng biết đến ha. Mua rau này chút xíu. Ơi tép hả? Hồi để mua tới chơi tép mua ấy. Trời mày chơi mà. Đừng có giỡn ngay. Chơi mà chơi tép. Quý bà con rất là mê. Buồn đấy. Chơi mà không. Ê mấy má ơi, tội nghiệp con với mấy má. Cái này ăn chưa đủ. Tại nhiều người biết luôn ha. Hả? Không có tiền bán thiếu hả? Vô coi thịt ra. Bán thiếu quá vậy? Gì bà? Ở đây là sạp. Ê, đủ má rồi, đủ thịt rồi. Sạp bán thịt heo ha. Ủa đây, nổi tiếng quá trời, trời đẹp cá quá trời. Thôi đẹp vậy để em xì. Nè cắn miếng này cho nó thôi. Không mua đó để đi chợ mua đâu. Cắn miếng chị ơi. Không được. Mấy đứa chơi mà chơi thịt. Anh bán theo phá ha. Nó chơi mà chơi thịt. Nó chơi mà chơi thịt. Ăn thôi là ăn thôi.
không không này, không có bao giờ kêu mình mua thịt nó lại kêu thọt á. Đi đâu đi? Đi đủ rồi, đi đủ rồi. Mày ăn gì không? Mày ăn lòn phải không? Ê. Bậy không à. Ôi cái chú anh chị thì cũng rất là đi chợ bậy bả không à. Ơ chơi hai. Mưa dán cho ngọt mà ngay mà ngay. Ngọt á. Mưa nó thổi nó nè. Coi bả hết trơn làm luôn nguyên liệu. Chơi ngọt chơi luôn nhập á. Chơi hại. Thế ngày ngày đêm ở coi bả. Ờ tao lên coi. Cái dép đất kìa. Ồ chết rồi. Thì đây thì tụi tao không có muốn đi. Sao chơi mấy cái chơi hai. Rất là nhiều người biết đến. À, tụi ơi. Đừng ai hơi vậy nè. Ờ, mấy tiền tẩy chua. Cô cũng giúp đỡ. Cô thì nói chung để... không có tiền để làm phước thấp cao. Không có tiền làm phước cao thì cô có tiền chút đỉnh thì cô làm phước thấp thấp ha. Cô cũng cho tiền cho rất là nhiều bà con lọt nhiệt cứ chơi gì xưa lọt nhiệt cô hay lọt sườn hay đi nướng lọt mặn đi chơi cái mùi hai á thật sáng chơi hai á chơi mà hôn nghĩa ế tiên sĩ xin lọt quay mùa rau ha nó sống được rau thơm mình có rồi mà ăn cái đó sẽ là cuốn xà lách nữa mà sắp tụng đời ăn rồi mình còn rau mình nhóc rồi rau nhóc bây giờ mình mua cái gì tính đó. Mua rau hả rau làm gì ăn rau ở nhà thì chiên gì chiên sủ hả làm nước mắm me đúng rồi chấm rồi rau mình có thì mua xà lách chút xíu thôi mua cái gì mua cái này ngon hả tí hả rau rất là ngon ha rau này ngon lắm bà con đây là chợ chợ bích bà con ơi rau ở đây chợ bích ta kêu là chợ chợ bích mà Viễn Châu Thành tỉnh Sóc Trăng đó nha nè vô lệ nó bán nó bà vô nó cái này nó xinh hăng ở Quế cái này ra bắt cá nè cá này với rau thơm đi không có rau thơm nè cá này nè 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 cái này nè giờ cái như thơm nè liễu ai vô nhà mưa tầm phơ luôn á tầm mưa tầm phơ mưa thứ ấy vậy người bán rau thì cũng yêu mến cô ha cũng theo dõi cô thường xuyên á với cô chú anh chị. Ồ, bán rẻ luôn hả? 17 ngàn bán có 15 ngàn luôn hả? Ai vô mà ngang mãi lướt mưa bão là mưa luôn, mưa vô tốt. Ai vô nhằm biển mưa. Nói mưa nó nhằm. Trên mưa luôn. Ngồi qua đây. Thì bây giờ thì cô đã mua đủ chưa cô? Chưa chút nữa mình mua cái này một miếng một chút nữa rồi sữa đồng hồ rồi mình về đó. Dạ. Bây giờ kiếm không có nè. Chơi chơi cái nè, chơi cá bye bye. Chơi mai cái nè nữa. Dạ. Chơi cái tí. Hấp chẳng hoa phải. Ơi. Luôn tinh hơi nó về chẳng xia chua nó về tinh nữa. À nó chua mà tôi chẳng xia nữa. Chứ bà bạn mà khơi chơi nắng chiên xì chơi nè cầm mình chơi tới là mấy trái vậy nó cho một bọc để dưới đó qua chợ chồng thì bà con thì ít có phá cô Thảo Sương ha vì bà con thì biết mua cô cái này cho bà Phương nguyên liệu mua cái này cho bà Phan như ok ngày thứ tư đâu nữa gì tôi mua đồ nè dắt nó mua đồ nè đặng đi về nè không tính mua đâu đó bà con coi xem đi nha đó. Yeah, nay lắm. Rất là nhiều người đã biết đến cô ha. Cô anh chị.
Dạ, cười nó chọc cô nó luôn à. Chơi nè lên. Hử? Nè ơi, chọc cô nó. Dạ, nhỏ chọc chào nó mà khi đi. Dạ, ơi. Thì chăm sóc của biển đi tại chợ chờ vứt. Đến đây thì đi. Trời mà hôn rồi nè, chơi xe vậy. Ờ, cô Thảo Sương. Này nắm bạch. Cái này thơm không vậy cưng? Cưng ơi. Anh nắng thơm. Thơm hả? Dạ. Mua nhiều mà đốt được lâu. Chị... Nè. Ờ, Thảo Sương lên. Ừ, ngoài đời sáu bắt hả? Là đi mới về chút nữa đi nữa. Nhưng mà quý bà con thì rất là đông ha, trong chợ với chú anh chị. Rất là đông luôn ha. Lấy tiền. Lấy tiền nhanh đấy mày. Đi thử nhanh đi. Sức kem cất bò hả? Đẹp lắm chị ơi, trắng tươi à. Ừ, bắt tay cái con quay băng đắt nha. Ừ, trời ơi, nó mua ở Đồng Tháp. Má ơi, nước hùng. Thì bây giờ cô mua ra đủ chưa cô? Rồi đủ rồi đó, mua nhang, mua đủ. Mua chút thôi đủ, vừa ăn một ngày thôi phải không? Ờ, một ngày à, xây chợ một ngày vậy thôi em ơi. Thì bây giờ lấy đồng hồ. Đi tới chỗ lấy rồi. Đủ lấy đồng hồ một ngày, à? Ngày, ngày rồi lấy đồng hồ đó rồi về. Ừ, đồng hồ của cô bị hư ha? Ừ, đồng hồ đó. Nói ta lấy ghẻ ghẻ thôi. Nhiêu sữa có 30 ngàn á, thay biên á hả? 8 chục. 8 chục. Rồi. Đeo luôn đi. Đeo luôn đi, đeo ấy. Nó có đi không? Đi ha, đi á chứ đi. Có áo không này. Không. Ê, ăn nè rồi. Đeo lên đẹp không? Không rồi đeo. Ờ, sữa rồi ha, đồng hồ này được lâu chưa? Đồng hồ này tao mua lâu rồi, 850 đó. Ờ, đó mình người ta tặng cho mình hay là mình mua vậy cô? Đồng hồ tao mua đó. Mua hả? Ừ, kia đó. Chị ăn cơ thì mua đây chứ. Có mua trái cây gì kia cúng gì không? Trái cây đương cúng trọng rồi. À, có rồi ha. Ờ. Với cây rồi uống cà phê rồi vô uống cà phê chơi ngồi nói chuyện chơi chút cả gì à, uống cà phê ở đây nè hả? Cà phê ở đây hồi trước nổi lắm nha, ngon lắm nha bà con. Đúng rồi, chụp hình đi chơi mà không chụp hình đi để làm hai ba ly cà phê uống con chó dữ quá trời vậy dễ út gái con chó đủ con chó gì dữ quá trời vậy nó cắn không không cắn nó vô rồi nó dữ muốn chết rồi. Oh, các bé xin chụp hình nè. Nghe thì chơi cái lấy nè. Rồi chụp đây, ra đây chụp ở đâu? Chụp đâu con? Chụp đứng gần cây bông kìa. Ừ. Được rồi. Bông của ta thôi. Giờ đây được rồi con. Nè đứng đây nè cho nó chụp. Không không em chụp. Rồi. Chơi đâu? Mến lắm ha. Chụp hai đi, mua đồ được rồi. Các bé rất là mến luôn ha, học sinh. Tin nhau. Thì bây giờ thì cũng đã mua tiền cậy xuôi mà kia rau nè, cá chạch quế nè, rồi nhang nè, thì nói chung là đầy đủ rồi, đồ ăn rồi ha. Thì cô Thảo Sương uống cà phê chút xíu đang cũng buông cũng cỡ tháng ngoài đây. Uống đây nè. Dạ nó bán đây chứ nhàn đâu. Ồ cô
Thì mình đi chợ đã mua đầy đủ đồ ăn rồi phải không cô? Đầy đủ hết trơn, đầy đủ rồi. Một đủ ngày mình mua một ngày ăn thôi. Một ngày ăn chứ nhầm khi ăn không hết. Rồi mình đó cái đó cho thêm ăn lại, bữa nay mình đi chợ để cho bà con cô bác xem thôi, chứ thêm ăn lại đồ ăn cũ cũng còn, mình ăn được một buổi. Dạ. Thôi bây giờ mình muốn đi qua chợ, đây là chợ Chợ Bích, là huyện Châu Thành, là tỉnh Sóc Trăng. Mà mình muốn thay đổi lại giống như là cái chợ mới chỗ. Như là trong cái cuộc đời sống hay là cuộc đời trong ở đi trong chợ này là người ta sao sao đó. Để cho bà con cô bác ở xa hay gần để mình xem. Hiểu chưa? Đó để thở xương đi vậy 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 đó. Đây là chợ Chợ Bích phải không? Đúng rồi, đây chợ Chợ Bích. Rồi đó. Thì khi mà mình vô chợ Chợ Bích với chợ Phú Tâm á, thì chợ nào mà phá, chọc phá mình nhiều nhất? Phú Tâm nhiều. Phú Tâm nhiều á. Thì bây giờ ở đây cũng tương tướng nữa. Ở đây thì cũng có vài người phá thôi, tại vì người ta cũng biết là cô Liệu rồi ha cô ha. Rồi. Thì thôi bây giờ cũng mình uống nước đặng mình sắp sửa mình đi. Thì bây giờ Thảo Sương cũng chào bà con cô bác ở xa gần. Bây giờ để bữa chút nữa đi Thảo Sương đi chợ về, rồi đó bắt đầu Thảo Sương dọn dẹp, Thảo Sương làm ăn này kia nọ, hay là Thảo Sương lại trình bày cho bà con nữa. Rồi Thảo Sương xin kết thúc rồi. Kết thúc. Thì bây giờ thì cô Thảo Sương chứ nhàn tôi lúc này kìa. Lúc này sao chứ nhàn. Có đi tất nói chung là chợ Phú Tâm và chợ Ngã Ba An Trạch rồi ha, biết chú anh chị. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép là chúc quý chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ. Nếu cảm thấy hay nhớ subscribe và đăng ký kênh dùm cho Bình và Idol Thảo Sương ha. Có những động lực làm những video tiếp theo ha. Bây giờ mình xin chào và tạm biệt, bye bye quý chú anh chị.